Xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Bên lá mặt nha. Cưng chưa? Hello các bạn, hôm nay Huyền quay cái vườn rau của Huyền cho các bạn coi nha. Hôm nay bên Huyền trời ít nắng các bạn ơi. Đây nè, mồng tơi đây. Quá trời luôn, Huyền định hái vô để ăn hồi nấu canh ăn á các bạn. Với bắt đầu cây mướp của Huyền nó cũng ra trái rồi nè. Bầu ha. Bầu nó cũng ra thêm tốt trái mới các bạn. Đó. Huyền thấy nhiều lắm nhưng mà bây giờ các bạn coi nè, nó leo qua tuốt đây luôn rồi nè. Thấy chưa? Ra tới ngoài cửa luôn rồi. Đó đây nè. Ớt nè ha, cái cây ớt siêu cay của Huyền nè các bạn. Bắt đầu nó ra trái rồi nè. Cây ớt này thì nhìn lá rồi của nó cũng không có đẹp gì mấy ha. Mà các bạn thấy bắt đầu ra bông quá trời rồi. Cái ớt này cái lá nó nhăn, ngộ lắm. Còn ở dưới đây cũng là một đám mồng tơi luôn nè. Đó, chút xíu nữa là Huyền sẽ hái á. Bạn coi nè, tốt lắm. Chưa, xanh mướt luôn. Lên mấy cái chồi non quá trời luôn kìa. Ở đây còn có ha, bắt đầu hai trái bầu này nó cũng lớn rồi. Đó, nó ra thêm á các bạn. Cà tím ha, mà ngộ lắm nha. Ở trong kia của Huyền hai cây cà tím cũng quá trời trái luôn. Chút nữa chắc Huyền hái cho các bạn coi á. Huyền cho các bạn coi, Huyền nói ngộ là ngộ gì nè. Cái sao mà Huyền trồng một loại mà bên đây nó không, trái này nó không tím các bạn. Nó chưa tím nha. Còn mấy cái trái ở ngoài kia ấy, nó vừa lú ra chút xíu là nó tím liền. Ôi trái này bị hư rồi. Đâu? Nè. Ây da. Ừ, con kiến. Ngộ. Có một loại bịch hạt giống thôi nha. Nhưng mà ngộ lắm, trái xanh trái tím các bạn. Ở trong kia vừa lú ra là nó tím ấy. Còn ngoài này thì nó hơi xanh xanh. Giống đốm vậy. Giống mà nó bự cho. Ừ. Cũng bự rồi nè. Hả? Đó, thì đây để mẹ quay cho cô chú coi coi. Bụi xả của Huyền nè, ăn quá trời luôn mà cũng tốt các bạn. Thấy chưa, hôm nay nó cũng nhiều quá nè. Bên kia có mấy cây bự, bên đó Huyền ăn nhiều quá. Mướp của Huyền nó cũng lên mà nó đụng ở trên nóc đủ quá trời luôn. Mấy cái cây này nó vàng. Cái gì con? Đâu? Đó, Huyền cho các bạn coi ớt chuông ha. Ê, ớt chuông của Huyền này nó cũng to lắm luôn á. Đó, đây nè. Ban cầu mê cù chú. Ở bên đây các bạn coi cái cây này nó ốm tông ốm teo nè. Mà nó 6-7 trái luôn ha. Quay gì không biết các bạn thấy không? Huyền thấy nó nghịch nghịch nắng á, trong đây nó hơi tối á. Nè các bạn ơi, mê lắm. Cái đó là Huyền tự gieo á các bạn. Mua hộp á, ở mua trái ở siêu thị về xong rồi lấy hộp gieo á. Xanh lá son Huyền rải đầu năm tới giờ mà giờ nó mới ra mà nó bị sâu ăn quá trời. Huyền định Huyền không có ăn mà Huyền định cắt nó xong rồi Huyền dăm cành để cho năm sau nó lên cho nhiều á các bạn. Năm nay Huyền thấy ít quá cho nên là không có ăn ha, để dành nó. Nhiều lắm luôn, Huyền định đem vô trong đó đó, trồng cho nó nhiều chút. Ai? Alex muốn nói gì? Mèo con trai. Mèo con trai, Alex thích con mèo con trai hả? Trời ơi, hôm nay tối thui vậy. Tính nó xuống nè. Vậy nữa hả? Trời, bắp cải của Huyền đó các bạn. Không ăn để nó sâu hết rồi. Sâu hết luôn á, sâu nó ăn banh chành hết luôn. Để hôm nay quay cho các bạn coi, thấy cũng uổng mà tại vì hái vô rồi ổn rài rồi cái để hôm nay ra nhìn thấy sâu quá. Đi vô con, sâu quá. Đây nè các bạn, hôm nay Huyền thu hoạch mấy trái cà nha. Wow, được bữa cà nướng mỡ hành nè. Đó, còn cái ớt nè các bạn ơi, đã chưa, hôm nay nó ra trái thêm nữa đó nha. Ngộ các bạn, cái này ở đây nè ha, nó màu tím gì ha, còn ở trong kia nó màu xanh. Cái này nó vừa lú ra là nó tím liền luôn á. Mà trên đây của nó có gai nè các bạn, lúc mà nó còn non á. Đó, lúc mà nó còn non là nó có gai nè, các bạn đụng vô nó đâm đau ghê lắm đây nè. Thấy gai không?
đó. Nhưng mà khi mà nó lớn rồi thì gai của nó rụng hết ha. Đó, thì thu hoạch cà tím này nha. Ngon lắm nè. Cái màu tím đẹp lắm, tím liệm luôn á. Đây, bên đây còn một trái nữa, hái luôn nha. Đây các bạn, ngon ha. Các bạn thấy cái màu tím nó đẹp không? Thường thường mấy trái cà kia thì mình mua ở trên đây nó màu xanh ha, còn này nó tím luôn các bạn. Ở trong đây thì nó xanh nè. Đó, đẹp chưa? Hồi nãy ở trong kia tối, Huyền đem ra đây quay lại cho các bạn coi. Nè ha, mẹ Huyền nói, ủa sao cà này ngộ quá, Huyền cũng không biết mua cà này tên gì để nữa Huyền coi lại nha. Nhưng mà cái trái Huyền thích nó thon vậy nè các bạn. Mà cái màu nó đẹp lắm luôn. Mà không hiểu sao Huyền trồng ở ngoài ha, thì nó vừa lú ra là nó tím liền à. Còn ở trong, Huyền bỏ trong nhà kính á, thì nó không có tím đấy các bạn, nó ra nó xanh xanh. Có trái tím, có trái xanh ngộ lắm. Đó, thì được 4 trái. Giờ Huyền ra Huyền à, hái bắp cải đó các bạn, hái hết bắp cải luôn. Đây các bạn coi bắp cải nó thảm ghê chưa. Đáng lẽ hôm bữa là ăn ngon rồi ha, nhưng mà Huyền để lâu quá, bây giờ sâu nó ăn tàn tạ hết các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay Huyền sẽ cắt hết ha. Cắt hết rồi làm đất lại để Huyền rải mấy cái rau mà mùa đông nó, ở tới mùa thu tới nó sống được á. Đó thì Huyền cắt nha. Huyền mới đổ một cái thùng đất ủ hồi năm rồi ra các bạn. Bây giờ Huyền lấy mấy cái này để mà đựng mấy cái lá sâu này nè. Bây giờ thì mình sẽ cắt mấy cái bắp cải này, nó sâu nhiều quá các bạn ơi. Chắc dục hết luôn á. Ham trồng chứ không ăn bao nhiêu hết á. Mình sẽ cắt cái này trước. Đó các bạn, cái bắp bự lắm nhưng mà sâu nó ăn cái còn bỏ, còn có nhiều ha, thôi kệ đi cũng được. Sâu quá trời sâu luôn. Đi không còn bỏ. Với lại không ăn rồi cái bỏ thí nữa các bạn, nhiều rau quá cho nên là thấy mình quỷ của. Giống như mẹ Huyền nói, trời ơi, bắp cải bên đó mà không hái uổng dữ, bên đây là tiền không ở Việt Nam á, nó bởi vậy đó. Ngon hết các bạn, thật ra nó bị lớp ngoài á, nó chơi đầy nữa mẹ. Như Huyền nói đó, từ lúc mà Huyền trồng nhãn ăn đến giờ á, là Huyền không có còn sợ mấy con ốc sên với lại mấy con sâu nữa các bạn. Mấy con sâu nhỏ nhỏ là mình không có sợ nữa ha. Đây là ốc nó cũng chui vô đây nó ăn đó nè. Thì hôm nay Huyền hái vô cái Huyền làm cái gì đó, làm chua như cái chị nào nói á. Bỏ bớt cái loại bắp cải này, nó mềm các bạn, nó cũng ngon lắm, bắp cải tim á. Đó, ở trong trắng tươi nó ngon ha. Vậy đó hả? Alex đang làm gì vậy? Alex đang làm gì? Alex nói cô chú nghe coi. Alex đang hứng nước rửa hả?
Con nói gì? Con nói hứng nước cho mẹ rửa tay. Cũng ngon đúng không? Bị sâu nhưng mà mình lột ra, đáng lẽ cái này nó bự gấp đôi rồi các bạn, nhưng mà mình lột ra, lột quá trời lột lớp bỏ luôn á, sâu nó ăn vô á. Thì cái trong lớp trong này là không có bị con gì ăn nữa ha. Trắng bóc ngon nè. Đó, hôm nay thì thu hoạch được bao nhiêu đây? 4 trái cà với lại hình như 8 cái bắp cải nữa các bạn, nhỏ nhỏ ở dưới nữa. Ở đây Hường có cây bầu cũng được 2 trái con nè các bạn. Không biết đậu không nha. Đó. Đó, trái trên đây trái nè. Cây bầu này tưởng nó là nó chết không á các bạn, mà tới giờ nó lên nè. Nó lên giờ này cũng muộn rồi ha. Trời sắp vào thu rồi. Tháng 8 rồi. Cho nên là cũng sống không được bao lâu nữa. Cà chua. Có vài trái chín rồi nè. Cây này nhỏ nhỏ mà trái đùm đùm dễ thương. Cà ở đây của Huyền cũng sắp chín rồi nè ha. Rồi đợt này trái nó to hơn hồi năm rồi luôn á các bạn. Đây nè các bạn coi nè. To mà muốn nứt luôn á. Thấy không? Đây nè, nhiều lắm. Đó. Ê da. Cà tròn nè các bạn. Đây cà tròn. Đây nè, nó ra đùm đùm nè. Cái đùm này cũng sắp chín rồi nè. Nguyên một chùm này nè. Các bạn biết không, nguyên một chùm này chắc mình nghĩ cũng hơn nửa ký, gần ký luôn á. Tại vì trái nó to lắm. Nó to như cái nắm tay nè các bạn thấy không? To lắm. Còn đây cái ớt chuối của Huyền để đây nó có trái chín rồi nè các bạn. Đó. Nó chín thì nó sẽ màu cam gì xong rồi cái nó chuyển sang đỏ ha. Trời ơi. Đó, ở đây mấy cái cây này mà các bạn coi cái trái nó to nè. Con chuột chết rồi. Bên la bắt hả? Bên la bắt chuột nữa các bạn. Nè, thấy các bạn thấy bên đây nó chín sớm hơn bên kia ha. Nhỏ, cây này nhỏ xíu nhưng mà trái cũng nhiều lắm nha các bạn. Để mình đếm sơ coi. 2 4 6 8 10 15 16 trái các bạn. Chưa kể mấy trái nhí nhí gì nha. Huyền chỉ đếm trái to thôi đó. Ngầu ghê không? Trồng mấy cây này Huyền thấy đẹp á, nhiều trái á. Nè các bạn coi nè. Chút xíu đèo đẹp mà trái quá trời trái luôn. Còn ba cái cây ớt này nè ha, nếu mà các bạn nào có coi theo dõi clip của Huyền á thì các bạn biết ha. Nó đèo ơi là đèo luôn các bạn. Huyền chỉ nghĩ là nhổ nó dục á, nhưng mà Huyền thấy thôi để đại đi. Mà nắng lên ha, có mấy tuần vừa rồi mà nó các bạn coi nó phát nè. Đã chưa? Đó, Huyền cũng không biết ớt này là ớt gì ha. Huyền gieo nhiều lắm cho nên là không có biết các bạn. Tại vì để hộp nó lộn xộn á. Khi mà nó lên rồi cái cũng không có phân biệt được cây nào nó ra trái mới biết. Đó, đẹp chưa? Cái này là nữa tới mùa lạnh thì Huyền đem vô nhà ha. Nè, chậu đây nè. Mình sẽ đem nó vô nhà rồi dưỡng nó. Ba cây đó còn thấy đẹp lắm. Nè Bella bắt chuột được nữa nè. Ngầu dễ sợ luôn á Bella. Cái mặt hiền vậy đó mà bắt chuột đồ bắt chim đồ gớm lắm các bạn. Hồi nãy lấy ra ngoài lấy con chuột bay lớn. Nó xíu mà nhỉ. Cỡ bay lớn không? Tao con diễn tả cho cô chú coi con chuột hồi nãy cỡ bay lớn. Này. Chị đó hả? Rồi nó màu gì? Cái đuôi nó ốm nè. Gì đó hả? Mà nó màu gì? Alex nói nó có lông màu gì đó? Màu trắng. Con chuột màu trắng. Ồ, lúc Alex ra Alex thấy nó chết rồi hay nó còn sống? Còn chết. Nó chết rồi hả? Rồi nó có bị chảy máu gì không? Hơi nhiều. Chảy máu ở đâu? Lụm mũi gì á. Vậy nó hả? Quá. Rồi Alex lụm nó bỏ vào bọc chưa? Trời ghê lắm. Ôi, cái con này nó dữ lắm. Các bạn biết không? Cái con mèo ở bên nhà hàng xóm của Huyền này ha. Hôm qua Huyền thấy nó nằm chơi với cỏ. Mà con chim bay lại gần nó không để ý gì cho nó gặp con này là chết rồi. Cái mặt hiền gì nè mà sao dữ dữ. Mà sao hung dữ không biết nữa. Bắt
chim, bắt chuột, trời ngầu không. Còn mèo hàng xóm ra đâu mình để ý cái con chim bay lại gần nó luôn các bạn. Mình coi con mình nghĩ là nó sẽ bắt á mà không, nó nằm nó không có ngó ngàng gì tới hết luôn á. Rất sợ không? Đứng cà tím này ha, rồi bắp cải này luộc hay gì á. Đã chưa? Các bạn thấy hồi nãy nó thấy ghê nhưng mà khi Hường lột ra thấy cũng ngon các bạn. Hường định nhổ dục á. Nhưng mà lột thử thì thấy ở trong nó không có bị gì, nó chỉ bị dài cái lớp lá ở ngoài thôi. Đã dễ sợ luôn á. Đây hôm nay Hường lấy cá tủ đá ra nè, cái này chiên á các bạn, cái này nấu canh cần kè để Hường cắt ra chút xíu xào. Cái bắp cải nhỏ này á là Huyền ương á các bạn. Không, cái bắp cải này hình như Huyền mua. Huyền mua cho người ta ương sẵn. Nó là bắp cải tim á. Đây nè. Thì cái loại này nó cũng mềm á. Đó, các bạn thấy không? Không, thiệt là ngon luôn. Đó, Huyền sắc ra mình sẽ xào ha. Còn cái này nè, có ba cái bự á, là cái này Huyền trồng. Cái này nó kêu bằng hù đe, là cái bắp cải đầu á các bạn, nó bự như cái đầu vậy đó. Nhưng mà cái loại này nó cũng mềm nên nó có cái loại cứng nữa. Đó thì hôm nay mình xào cái này đó, mấy cái nhỏ nhỏ vậy nè, thấy cũng ngon lắm. Nãy mình ra ngoài vườn làm mấy cái bắp cải này nè. Xong rồi trời ơi nó nực ghê luôn á. Cho nên nhờ mình tắm cái đầu cổ mình còn ướt á. Ngon các bạn, bắp cải này nó mềm ngon á. Mới ra hái chút rau cần để nấu cá với cần. À còn hồi sáng mình hái bông bí với lại đọt bầu, chút xào chung với bắp cải luôn. Bông bí hôm bữa nó nhiều lắm luôn á mà Hường để nó nở quá. Rồi hôm nay Hường hái mấy cái búp gì à. Đây Hường mới sộn mấy hạt giống này. Hường định ra Hường rải đại coi nó có lên không ấy các bạn. Cái này là cải xanh nè, còn này là cải bẹ dưa. Hường nghe nói mấy cái này thì người ta trồng trời lạnh lạnh á. Đó, ba cái này Hường ra Hường rải đại coi nó lên không. Tại thấy ở ngoài đó Hường mới làm nó trống á các bạn. Cái ô kia thì Hường phơi đất cũng hơn cả tuần rồi. Ở trong nhà kính đây ha. Bây giờ Hường ra Hường rải nó thử. Hường sẽ rải cải bẹ xanh ở chỗ này lại ha. Đó, mấy hôm trước á, cái trồng xong rồi chỗ này nó cứ lên bông miết thôi. Thì giờ Hường sẽ rải lại ở đây. Chút Hường cho nó lên lớp đất. À các bạn coi nè, ra nhóc cá của Hường nè. Rau má. Rau càng cua nè các bạn. Rồi nó lên kiểu này không biết chừng nào mới có ăn đây nè. Hường thấy nó chậm lên kinh khủng luôn á. Nãy Hường ngắt đòn bầu rớt hết trái mất tiêu rồi. Đó các bạn thấy không? Rải mà đầu mùa mà tới bây giờ nó mới lên, mà nó lên có chút xíu à. Chắc để ngắm thôi chứ không có cơ hội để ăn. Ở chỗ này thì Hường rải mấy cái hạt cải bẹ dưa này ha các bạn nè. Đó cái này thì xong thì Hường cũng bứng ra ngoài. Nghe nói là cái loại này nó chịu lạnh mà không biết sao đây. Hường rải chỗ này nè. Ở trong đó hôm bữa Hường trồng mấy cái củ hành á để cho nó lên hành lại á. Trồng mà Quỳ không có quay cho các bạn coi. Nó rải nó lại ở đây. Xong xuôi. Đó, hy vọng vài bữa nó sẽ lên tốt. Các bạn coi coi nè. Mồng tơi của Hường thích gì đâu luôn á các bạn ơi, lá nè. Cái lá nó dày lắm luôn nha các bạn. Ăn thiệt là ngon. Đó, đợt này Hường mua cái loại này Hường thích quá trời luôn à. Cái đợt trước á Hường mua cái loại màu tím á các bạn. Lá nhỏ xíu à. Trồng nhìn không có đã mắt mà cái này nhìn thấy mê gì đâu luôn á. Chậu ớt này của Huyền bắt đầu nó cũng chín rồi nè. Hái vài trái đỏ đỏ vô coi. Cỡ nào nó cũng giòn hết các bạn. Đó. Ôi rớt. Cho các bạn coi trái ớt này tiếu không. Thấy rõ không? Sao nó không xum lại? Ngộ hết các bạn ha. Nhiều trái gì lắm đây nữa nè. Nó dư á. Ok thì đi vô thôi. Mấy cái cây cải cầu vồng của Huyền á, bây giờ cái bẹ của nó cũng to lắm luôn nè các bạn nhìn nè.
Hường mới đem mấy cây con ra đây Hường trồng cho cái ô này là cải cầu vồng không ha. Nè các bạn, đã không, đủ màu đủ sắc hết nha. Đó, đẹp lắm. Màu lớn lắm. Còn trái bí này là trái bí gì đây Huyền cũng không có biết tên nó luôn các bạn. Huyền trồng bí này là nó đọt nhiều ha, mà sao Huyền thấy cũng không có nhiều gì mấy, mà chắc tại Huyền để trái vô đó là nó không có nhảy đọt được á. Ở đây nè, tại thấy dễ thương quá không có nỡ bỏ các bạn ơi. Ở đây Huyền được 4 trái nhưng mà trái trên nó héo rồi. Cái này đã có một dây một đó nha, còn dây này thì không có thấy trái gì hết á. Ở đây Hường trồng 2 dây á. Nhưng mà nè, thì để nữa Hường để nó già già tới coi hái coi ăn nó ngon không. Thì hôm nay ở nhà Hường làm được quá nhiều việc luôn, nấu cơm xong rồi, chúc ăn các bạn. Thì hôm nay Hường tạm biệt các bạn tới đây nha. Hẹn các bạn những clip sau ha.